Mình làm tôm chiên khoai tây. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Đầu tiên là nước lọc, khoai tây, muối, bột ngọt, tiêu, cà rốt cắt hạt lựu, hành tây cắt hạt lựu, tôm lọc vỏ cừa đuôi, bột chiên xù, bột chiên giòn và một quả trứng. Khoai tây này chúng ta sẽ cắt lá. Khoai tây này chúng ta sẽ cắt lát để một hồi nữa chúng ta dễ bầm nhuyễn ra nha các bạn. Chúng ta sẽ đem khoai tây hấp trong 5 phút. Chúng ta sẽ chuẩn bị cái nồi và một cái chén. Chúng ta sẽ bỏ chén vào nồi, cho nước lọc vào. Cho một ít nước vào khoai, để cho khoai hấp không bị khô. Bỏ khoai vào nồi hấp. Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ ướp tôm. Cho một ít muối, một ít bột ngọt và một ít tiêu. Khoai đã chín, dầm nhuyễn khoai. Thank you.
ngon.